Mọi người ơi, mọi người. Có ai đi qua mời ghé vô xem ủng hộ kênh với. Thằng nghỉ bữa đến dư thôi chứ không có ai vô xem. Ở đấy ba quế chúng mày đừng có ảo tưởng. Đây, thì dư cái khí mà đu càng mà chạy về Mỹ đấy thì để chữa thèn là không biết cái thằng nào đó, thằng tướng nào đó là nói rằng là 20 năm sau là chúng tôi trở lại Việt Nam là không bằng bom đạn. Đấy, không bằng bom đạn mà bằng đô la và máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Thì đến 20 năm sau thì dư 48, 49 năm rồi chúng mày vẫn chưa làm được, mà chỉ là ở cái mức đang là diễn biến hòa bình. Đấy, đang là bày trò để là gọi là diễn biến hòa bình là đình đồng hóa. Đình đồng hóa cái dân tộc Việt Nam này á, thì còn lâu, chúng mày đừng mộng tưởng. Đấy, một thích đu càng là nửa phải không? Đấy, thì dư á, chúng mày nói rằng là rõ ràng ràng là cách mạng màu đấy. Cách mạng màu là đồi ngụy trở lại, đang ngày một càng rõ rệt. Đang ngày càng rõ rệt. Nhưng mà rõ thì rõ, nhưng mà ta nói á, không bao giờ chúng mày đạt được cái mục đích đó. Đấy, bởi vì hơn ai hết, cái dân tộc Việt Nam này, đó, dân tộc Việt Nam này là hơn ai hết là dân tộc Việt Nam này biết được cái giá trị của hòa bình tự do như hôm nay là phải đổi được biết bao nhiêu là xương máu của cho ông cha. Chứ nếu là khôn ngoan và tỉnh táo á thì chúng nó không á lô số mà cái kiểu mà làm cách mằng màu giống như Nga hay là giống như ta hay là Uka đấy, mà người ta sẽ làm sang lọc những cái gì là con thua. Đấy, con thua cái chế độ tư bản. Và những cái gì là ưu việt cho người dân thì sẽ mãi tồn tại, thì đó là chế độ của cộng sản. Đấy, và dở nhất là cái thằng Uka đó. Đó là một cái bài học đau quá là đau đớn. Và như nói vé nói sờ rồi Úc rồi, rồi cái gì gì Philippines rồi là New Zealand rồi là những cái xứ bên nữa thì dư thì không còn cơ hội để mà với lại nữa rồi. Đó này, thèm lắm, dư mà thấy cộng sản, thấy Việt Nam càng ngày càng giàu mạnh như thế, thèm lắm. Đây cho mọi người xem. Thèm lắm, nhưng mà dễ chí mà trở lại được. Đó, dễ chí mà trở lại được. Tiếc nuối lắm. Đây. Mọi người, đấy là Tây Lông nha mọi người. Đấy. Nhân dân Việt Nam, chào những người anh em của chúng tôi. Hồ Chí Minh là ví dụ cho cả thế giới về sự công bằng và tình yêu thương con người. Ai cũng muốn tự do và luôn nghĩ về tự do. Chúng ta cần những người như Hồ Chí Minh để xã hội này trở nên tốt đẹp hơn. Việt Nam, các bạn là biểu tượng cho tinh thần dũng cảm và sự quyết tâm bền bỉ. Chào nhân dân Việt Nam, chào những người anh em của chúng tôi. Hồ Chí Minh là ví dụ cho cả thế giới về sự công bằng và tình yêu thương con người. Chúng ta ai cũng muốn tự do và luôn nghĩ về tự do. Chúng ta cần những người như Hồ Chí Minh để xã hội này trở nên tốt đẹp hơn. Đây, đây. Chứ mày không phải nói lối rằng là sự tư bản người ta lên mặt trắng rồi, sự tư bản là thê lò thê chai, không cần thiết, người ta đi đâu kể người ta. Việt Nam cũng lên được vũ trụ rồi, Việt Nam cũng lên được mặt trời rồi. Việt Nam không thua thế giới cái gì mà chỉ có hơn. Nghe chưa? Cho dù là Việt Nam sinh sau đẻ muộn. Cho nên mày á, tao nói thật, cái cờ như mày mà đứng vô mà cho bác què thì chỉ là đống con số thôi, không được cái chí cả, không có cái tác dụng chứ cả. Đó, mày biết cả nước, cả thế giới chứ đang ước ao có một bác Hồ cho dân tộc của họ.
Cái này là từ lâu rồi nha mọi người. Cái này, cái lời này á, là từ lâu lắm, từ cái thời Bác Hồ đấy. Bạn bè của Bác Hồ ở khắp thế giới đấy, bà từng nói rằng là ước ao là đất nước họ cũng có một vị nhân như tài giỏi như Bác Hồ, vì dân vì nước như Bác Hồ. Đấy. Họ ước ao hàng trăm năm rồi mà chưa được. Nhưng mà nhờ trời Phật là thương Việt Nam quá, là hàng ngàn năm đô hộ, cứ hết phòng là đế quốc này đô hộ thì truyền tay nhau như quả bóng đó. Việt Nam cứ như quả bóng đấy, hết thằng Nguyễn Mông giặc Thanh, giặc Nguyễn đá, giặc Tàu đá, rồi thì giặc Tàu là đến là giặc Nhật là cướp, rồi Pháp cướp của Nhật, rồi Mỹ cướp của Pháp. Việt Nam cứ như quả bóng. Đấy, cho nên trời đất thương quả mới cho Bác Hồ xuống để mà dìu dắt cái dân tộc Việt Nam đứng lên. Đấy, thì tại vì mày ngu, mày chối bỏ cái đất nước để mày ra đi. Thì nếu ta chưa nói, tao là cái người mà ở cái nơi mà bán bề mà nhìn mày đấy. Tao không nói là tao ở cái nơi đó, mà chỉ nói lấy cái tư thế của một người dân bình thường thôi. Đấy, người ta phải nói rằng đất nước mày, quê hương bản quán của mày mà mày còn chối bỏ, thì lấy gì làm tín để mày yêu quý, để mày làm tốt cho quê hương đất nước của tao. Đó. Cái bọn Bác Què đấy, ngày xưa mới gọi là cái bọn thuyền nhân mà 6 năm 7 năm đấy. Cái khi mà đến là Mỹ đó, là nó không trùng cái chế độ của nó là quân phiệt cực kỳ luôn. Nó không cho trà trộn sống ở trong dân đâu. Mà nó đến một cái vùng cá lý ngay đó đấy. Cái vùng cá lý ngoài đó là đất cằn đá sỏi mà hoang vu cực kỳ luôn. Không hề có một cái gì, chỉ có là thỉnh thoảng xa xa lắm thì mới có một cái nhà máy gọi là nhà máy hóa chất, hoặc là những cái kho hàng đựng hóa chất mà dễ gây nổ đó, là người ta cho ra đó, chứ không hề có bóng người. Đấy, chúng nó quấy lại, quấy tròn lại những cái bòn đỏ lại, nhột vào đó trong những cái thùng, các cái thùng container đấy để quản lý. Cũng nói như rằng là chúng mày sau rồi là ông nọ ông kia, rồi Nguyễn Văn Thiều, rồi Nguyễn Cao Kỳ nọ kia, rồi mới đặt vấn đề thì nói rằng là chúng tôi cũng đã tận tình với nước Mỹ như thế như thế, mà dư sáng đây lại lại phải ở một cái nơi cố quạnh là chỗ ăn đá gà ăn sỏi hoang vu như thế này, thì cảm thấy là có cái gì đó như là kỳ thị, như là phân biệt đó. Thì cái người dân Mỹ họ đã nói thẳng được luôn, thì đất nước quê hương chúng mày đấy, dân tộc của chúng mày, anh em của chúng mày mà chúng mày còn bắn còn giết, thì sáng đây chúng tao làm sao mà tin được là chúng mày lại là không bắn giết cả chúng tao, hoặc là làm sao mà tin được là chúng mày sẽ làm tốt cho đất nước tao. Đó, mai sau này rồi mới có, hàng chục năm sau này rồi mới có đấu tranh đòi hỏi, rồi mới có cái chuyện là cho đi ở cấp giấy tờ, rồi là cho đi ở nơi nọ nơi kia đấy, mà phải ai phải thật sự ngoan thì nó mới cho, gọi là đi làm ăn lương đấy. Chứ còn mà gián dối thì đừng có hòng. Đó, cho nên là cỡ như thằng Nguyễn Văn Đài đấy, mày nghe cái câu nói này thì mày có nhục không Nguyễn Văn Đài? Và cái khi mà áo chắc chắn rằng cái khi mà cái cơ quan mà ở cái nước Đức mà tiếp nhận mày đấy, đó, người là người ta đã biết mày là cái thành phần bất hảo rồi. Đó, và cái khi người ta tiếp nhận mày, chắc chắn người ta sẽ hỏi rằng là tại sao anh lại đến ở đây, và tại sao anh lại phải rời bỏ quê hương? Đấy, tại sao anh phải rời bỏ quê hương? Rồi mày nói rằng là tại vì chế độ cộng sản là bóc lột như nọ như kia, thì người ta sẽ hỏi rất những cái trường hợp này, người ta sẽ tư vấn rất là cặn kẽ. Bởi vì nuôi một con người này rất là một cái gánh, thêm cái gánh nặng cho xã hội, cho nên không ai muốn nhận những cái thành phần như thế này, cho nên người ta đòi hỏi rất là kỳ càng, thì phỏng vấn kiểm tra kỳ càng rồi thì khi đó người ta mới hỏi, mới tiếp nhận cái con người này.
Tất nhiên cái đoàn này là người ta sẽ làm từ khi mà nó còn dám ở Việt Nam đấy. Đấu tranh thì cũng phải có mục đích, và nếu như nói là chế cái chế độ Việt Nam thì phải mày cũng phải tìm được cái điểm xấu của chế độ cộng sản thì khi đó mày mới nói được. Và ở sang đây người ta mới nể trọng mày một chút, rằng là mày cũng có cái đầu óc đấy, chứ mà cái loài nói ngang nói dở như mày rằng là ở Việt Nam là trẻ con đi bán vé số đấy, cụ già 80-90 phải đi bán vé số để ăn, mà trong khi ở chế độ tư bản thì như thế thì chả ai nghe mày làm gì cả đó này. Cho nên là đừng ảo tưởng là Nguyễn Văn Đài à, dẹp mẹ mày đi, chống cồng chống kiệt 48 năm rồi ngứa cái lỗ tái. Hay ăn hay uống cái chi á thì là bỏ đi, bỏ những cái thứ nữa đi, đừng có ăn để mà làm người. Dù chí nữa thì cùng sống cho tốt cái thời gian còn lại đấy, cái khoảng đời còn lại đấy. Chứ tao tin giờ này thì không ai trả tiền cho mày nữa rồi, đúng không? Không ai trả tiền nuôi chúng mày nữa rồi, đúng không? Phạm Thái Cương nghe tin là tượng đài Đức Thánh Trần. Cái này là cái bọn bác quẻ nó kìa lúng túng đây mà đấy. Giống như kiểu là nó cùng dừng cái tường vua Quang Trung ở bên đó đấy, rồi là nói về hai ba trấn thì nó cũng có đấy, nó cũng đi biểu tình nên nó cũng nghỉ lễ là cái ngày lễ hai ba trấn, nó cũng tự nhận là chúng nó là con cháu hai ba trấn đấy. Thì bọn đó thì làm tuông thì nói thật ra là chả cần phải bọn bình tấm vì bọn đó. Nếu như chúng nó mà gọi là con cháu của Đức Thánh Trần thật sự á, thì chúng nó đâu có phải là tha phương cầu thực như thế. Ở bên đó chúng nó thơ cái tường thằng Ngô Đình Diệm thì được đó nè. Nhưng mà cái tường của Ngô Đình Diệm á thì cũng không phải là cái tường ra to ra về, mà là cái tường là chỉ có kỳ của một cái ống nào đó, một cái ống nào rồi nổi hứng á, ống đó nổi hứng lên rồi là đắp thành cái tường giống Ngô tường, rồi gọi đó là Ngô Đình Diệm thôi. Giống như kiểu mà cái tường mà gọi như là con nịt mà chơi đất thỏ đấy đấy, chứ không phải là cái tường chính đáng đâu. Như của người lớn hay là của như của là tổ chức cơ quan nào đó làm để mà thơ phường ái đâu, giống như làm trong một cái góc vườn nữa. Rồi giống cùng giống như kiểu là cái tường của thằng Ngô Đình Diệm á thì nói là Ngô Đình Diệm nhưng mà chả giống một tèo nào, mà giống như kiểu là trẻ trấu mà chơi đất thỏ ngày xưa đấy. Cho nên cái bọn bác quẻ này nó ngạo lắm, dư mà chạy theo đó là mệt, chạy không nổi chứ vậy. Bởi vì nó treo lên cột điện rồi là nó ngồi trên chọt vọt trên cột điện nên nó binh thiên hà như thằng Nguyễn Văn Đài ní thì làm sao mà ta treo theo được. Mi làm ơn mi im lặng là được rồi. Tổ quốc không cần hỏi, không đòi hỏi là mày phải làm gì cho tổ quốc, mà tổ quốc chỉ cần mày im lặng đã là giúp tổ quốc rồi, yêu tổ quốc rồi nha. Nguyễn Văn Đài nhìn cái bộ dạng mỹ chả có một cái chí gọi là để mà nói rằng là làm cái làm chính trị hết á. Chửi bầy chửi bà, nhưng mà dư lử đấm lao rồi thì mày phải theo lao, chứ biết đâu trong bụng mày á dư đang thèm trái ổi trái cóc này, đang thèm là có cái trái rượu nụt lá chuối này, có cái trái nước cất mà nụt lá chuối này, rồi là ngồi khê kha với mấy ông trong xóm á. Đúng ạ, mày dư đang thèm như thế. Tao không phải là thầy bói, nhưng mà tao cũng nói là mày đang thèm, đang rất rất là thèm đó nè. Cứ nói tư bản rồi cứ nói rượu ngoài chứ chả cái ngoài gì mà bằng cái nước cất mà nụt là chuỗi của Việt Nam hết á. Cho nên á bớt tèm tèm cái mồm ý Nguyễn Văn Đài nhá. Giờ nha mọi người, mình lịp cũng dài rồi, mình cũng chúc mình cũng xin dừng tại đấy. Lịp dài rồi, mình cũng nở rồi, mình tạm biệt mọi người nhá. Cảm ơn mọi người đã vô xem ủng hộ kênh, và nếu ai thấy có lý có tình thì nhớ chia sẻ cho mình với nha. Rồi chúc mọi người buổi tối vui vẻ, ngủ ngon nha. Chào.